Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Yên Bái dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12, triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 tại tỉnh Yên Bái diễn ra đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Trong phần thời sự quốc tế, nhóm G7 ký tuyên bố chung ngăn chặn các đại dịch trên thế giới. Tổng thống Putin nhận định quan hệ Nga-Mỹ ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân, làm cho tư tưởng đạo đức phong cách của người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn để toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta phát triển nội lực, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12, triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, được Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức sáng ngày 12 tháng 6 tại Hà Nội. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 300.000 cán bộ, đảng viên trong cả nước. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và các huyện thị thành phố. Những năm qua, việc thực hiện chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ đảng viên. Việc tổ chức học tập quán triệt chỉ thị 05, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy, tổ chức đảng. Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Việc học tập và làm theo Bác được gắn với phong trào thi đua yêu nước, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác giáo dục, tuyên truyền về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương gương người tốt việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội. Nhiệm kỳ vừa qua có 93 tập thể, 225 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều điển hình được tôn vinh và số lượng tăng dần qua các năm. Tại tỉnh Yên Bái, từ năm 2017 tới nay, đã có gần 2.000 tập thể và 2.086 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các tập thể cá nhân đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc học tập và làm theo Bác. Bằng những việc làm, hành động cụ thể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, có sự lan tỏa tích cực trong phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan đơn vị địa phương. Trong đó, 989 điển hình tiêu biểu đã được tuyên dương khen thưởng ở cấp tỉnh và cấp huyện, chiếm tỷ lệ 25% tổng số đăng ký xây dựng. Cùng với đó, nhiều mô hình điển hình tiên tiến tiêu biểu học tập và làm theo Bác của tỉnh đã được Trung ương tuyên dương khen thưởng. Tại hội nghị, đại diện các bộ, ban ngành các địa phương, các tấm gương điển hình tiên tiến đã tham luận đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời chỉ ra hạn chế cần khắc phục, phương hướng trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản vô cùng quý giá cho Đảng và nhân dân ta. Tư tưởng đạo đức và phong cách của người là tấm gương sáng ngời để chúng ta noi theo.
thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, bởi sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng, đã khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong cán bộ đảng viên và trong mọi tầng lớp xã hội. Tuy nhiên, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta còn nhiều khó khăn, thách thức. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong giai đoạn mới. Công tác lãnh đạo chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng. Việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, cán bộ đảng viên, người đứng đầu, các cơ quan đơn vị, nhất là các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể với phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học tập đi đối với làm theo. Công tác tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo có sức tác động lan tỏa mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, có tính giáo dục, răn đe cao, phòng ngừa các sai phạm. Những kết quả tích cực trên đây đã góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người quản lý, người đứng đầu các tổ chức cơ quan đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra những đột phá trong việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhiều vấn đề khó, hết sức phức tạp trong công tác xây dựng Đảng, nhất là gắn với việc chỉnh đốn Đảng, đã được đề cập trong nhiều nhiệm kỳ và đến nhiệm kỳ Đại hội 12 đã được giải quyết có kết quả rõ rệt. Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội, cổ vũ toàn thể nhân dân ta kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu cần coi trọng hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện chỉ thị 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, 13, nhằm phát hiện từ sớm, kịp thời, ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất, phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện quy định nêu gương. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí để đánh giá chất lượng của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm. Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống. Tổng Bí thư mong rằng sau hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ 21 trở thành nước phát triển có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam châu. Tại hội nghị, 136 tập thể và 187 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Quý vị và các bạn thân mến, ngay trong chiều ngày 12 tháng 6, các đại biểu dự hội nghị đã được nghiên cứu quán triệt chuyên đề toàn khóa
về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng, chuyên đề năm 2021. Với chủ đề toàn khóa chuyên đề năm 2021 là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu hai nội dung cơ bản bao gồm tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc và đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay. Trong đó đã phân tích, làm rõ sự hình thành tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Những nội dung cơ bản của tư tưởng này, trong đó phát huy vai trò sức mạnh của nhân dân, quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, phát triển đất nước giàu mạnh cường thịnh. Đồng thời cũng chỉ rõ một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Trong đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ cấp mình gắn với nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội, nêu cao trách nhiệm, nêu gương trong cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thực hiện tốt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh hạnh phúc, làm tiền đề căn bản hướng đến năm 2045, khi nước ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đây là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sẽ đạt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao như văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị toàn bộ cán bộ đảng viên tiếp thu sâu sắc những nội dung của chuyên đề, tiếp tục nâng cao nhận thức về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Ban Tuyên giáo các cấp căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để chủ động tham mưu cho cấp ủy cung cấp kế hoạch triển khai tổ chức học tập chỉ thị cho cán bộ đảng viên, tổ chức kiểm tra thực hiện gắn với nhiệm vụ từng ngành, cơ quan đơn vị. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các địa phương cần linh hoạt sáng tạo, chủ động tổ chức học tập quán triệt việc học tập chỉ thị 05 theo chuyên đề toàn khóa, thực hiện nghiêm túc kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, phát huy ý chí tự lực tự cường của dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 6 cũng là ngày cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022. Theo đánh giá, sau 3 ngày diễn ra kỳ thi tại tỉnh Yên Bái, đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, có 571 thí sinh đăng ký dự thi đến từ 9 huyện thị và thành phố. Năm học 2021-2022, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành được tuyển sinh 306 chỉ tiêu ở 9 lớp chuyên. Nhà trường đã bố trí 28 phòng thi, trong đó có 24 phòng thi chính thức, 4 phòng thi dự phòng và chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và phòng chống dịch COVID-19. Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và đặc biệt là tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có cái cơ sở vật chất rất là khang trang, đảm bảo cho cái kỳ thi tổ chức rất là an toàn. Đồng thời với việc đó thì toàn thể học sinh tham gia đăng ký dự thi cơ bản là đầy đủ và chúng tôi tin tưởng rằng kỳ thi này sẽ đánh giá một cách khách quan. Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành sẽ lựa chọn được những học sinh ưu tú nhất.
Tại hội đồng thi trường Trung học cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, điểm thi dành cho 307 thí sinh thi tuyển vào lớp 6, khóa đầu tiên của trường Trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2021-2022, có 16 phòng thi chính thức cùng các điều kiện tốt nhất để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho thí sinh. Đây là lần đầu tiên các em được tham gia cái kỳ thi này. Thế nên là cái công tác chỉ đạo cho cán bộ coi thi, hướng dẫn các em là chúng tôi đã thực hiện rất là chu đáo, rất cẩn thận. Bởi vì các cháu lần đầu tiên được tham gia một cái kỳ thi trong một cái không khí rất là trang nghiêm. Nên là cái vấn đề tất cả những cái thuộc về quy chế, những cái vấn đề để các cháu có thể ổn định tâm lý để có thể thực hiện tốt cái kỳ thi này, chúng tôi đã thực hiện rất là chu đáo. Tham gia tuyển sinh vào lớp 6, các thí sinh làm một bài khảo sát năng lực trong thời gian 90 phút, bao gồm kiến thức tổng hợp các môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh, khoa học, lịch sử, địa lý. Đây là lần đầu tiên trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tổ chức tuyển sinh lớp 6, nên kỳ thi đã nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Trường chuyên đào tạo lớp chuyên từ lớp 6, thì tôi cũng nguyện vọng của con là cũng muốn tham gia thi và gia đình tạo điều kiện để cho con tham gia. Thực ra thì nếu mà vào được trường thì cũng là một cái may mắn, vì ngôi trường là rất là chuyên nghiệp cũng như là khẳng định được cái năng lực của các con. Gia đình thì không đè nặng vào cái kết quả mà cũng khuyến khích các con thôi. Trong 3 ngày thi vào lớp 10 trung học phổ thông và lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2021-2022, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, Ban chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh, nên tại 27 hội đồng coi thi trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra an toàn và nghiêm túc, không có thí sinh cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế, an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kết thúc 3 ngày thi, toàn tỉnh có 26 thí sinh vắng mặt.